Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series tóm tắt Black Mirror của Way Too Weird. Lời đầu tiên, mình xin phép được gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã có một sự nhầm lẫn nghiêm trọng trong video lần trước, cụ thể là nhầm lẫn giữa hai thương hiệu Star Trek và Star Wars. Mình sẽ để ý và cố để không mắc lại sai lầm này trong các video tiếp theo. Mới đây, trên kênh chính thức của chúng mình đã có một video giải mã các chi tiết thú vị trong trailer Loki mùa 2 rồi đó. Còn bây giờ, cùng xem một năm của series này sẽ có gì hay ho nhé. Let's go! Nhìn tên tập phim đầu tiên của mùa năm này, Striking Vipers, hay là mãng xà giao đấu, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến cái tên Mortal Kombat hoặc Tekken, hai tựa game nổi tiếng trong thể loại game đối kháng. Hai nhân vật chính trong tập phim này là Carl và Danny, từ những người bạn thân chơi game buổi tối với nhau, nhưng họ đâu biết rằng tựa game đó lại có những tác động trực tiếp lên cuộc sống của cả hai. Danny và bạn gái của anh là Theo đã chơi một trò chơi nhập vai, cụ thể hai người đã đến một quán bar, giả vờ làm người lạ rồi trở về nhà và có quan hệ với nhau. Xong xuôi, Danny ra phòng khách để chơi Striking Vipers với Carl, sử dụng hai nhân vật yêu thích của họ là Lance và Rosette. 11 năm sau, Danny đã có một gia đình với Theo và họ đã có cùng nhau một cậu con trai 5 tuổi. Bất ngờ, Carl, cậu bạn cũ năm xưa đã xuất hiện, thiệu với Danny về cô gái anh đang quen tên Mariella. Đồng thời, Carl cũng tặng Danny một món quà là tựa game mới Striking Viper X cùng với một thiết bị thực tế ảo để có thể chơi được tựa game này. Khác với phần họ đã chơi 11 năm trước, giờ đây, với công nghệ mới, họ có thể đắm mình vào không gian ảo và cảm nhận những gì trong thế giới đó. Ngay buổi tối hôm đó, hai chàng trai đã chơi thử ngay tựa game mới này, chọn hai nhân vật yêu thích từ xưa của họ là Lance và Rosette. Striking Viper X chân thực đến mức mà người chơi thực sự cảm nhận những tác động lên nhân vật trong game. Sau một lúc đánh nhau, Carl đã hôn Danny dưới hình dạng của Rosette và Danny đã đẩy anh ra, đồng thời thoát khỏi tựa game. Buổi tối ngày hôm sau, hai người lại vào lại game, nói với nhau rằng những gì xảy ra hôm qua là do cả hai cùng say, phải cùng đánh nhau một trận thật sự. Thế nhưng, vẫn giống như tối hôm qua, nhưng lần này được sự đồng thuận của Danny, cả hai đã lao vào nhau và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong một thời gian dài. Dần dần, những lần quan hệ trên thế giới ảo bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thật của Carl và Danny. Danny thì không hề chạm vào người vợ mình nữa, và Carl thì dường như không thể tìm được cảm giác với bất cứ ai. Thậm chí, Danny còn quên cả kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, và phải đến khi Theo nhắc thì anh mới nhớ và phải hủy buổi hẹn trong thế giới Striking Vipers với Carl ngày hôm đó. Ở bữa ăn, Theo đã hỏi lý do tại sao Danny lại trở nên như vậy khi cả tháng nay họ đã không quan hệ rồi, không hề giống lúc trước một chút nào. Danny khẳng định rằng mình không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào. Và ngay buổi tối hôm đó, anh đã cất ngay thiết bị thực tế ảo đi, không có những lần quan hệ online với Carl nữa. Ngày hôm sau, Danny đã gọi điện cho người bạn thân của mình và quyết định rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại tựa game này nữa. 7 tháng trôi qua, có vẻ như cuộc sống của hai vợ chồng Danny và Theo đã bình thường trở lại. Theo thì đang mang thai đứa con thứ hai. Ở bữa tiệc sinh nhật của Danny, Theo đã mời một vị khách đặc biệt, đó là Carl. Anh nói với Danny rằng, kể từ lúc anh ngừng chơi tựa game này, Carl đã thử quan hệ cả online và offline với nhiều người khác nhau, thậm chí còn thử cả quan hệ về máy, nhưng không một ai có thể đem lại cảm giác cho anh như Danny đã làm, và Carl mong cả hai người có thể làm một lần cuối với nhau. Buổi tối hôm đó, Danny đã quyết định vào lại game và Carl đã nói I love you. Điều này khiến cho Danny đẩy Carl ra và yêu cầu hai người gặp nhau tại câu lạc bộ The Year, là nơi mà hồi còn trẻ họ hay đến đấy chơi. Tại câu lạc bộ, dưới trời mưa tầm tã, Danny đã bảo Carl hãy hôn mình để xem hai người có thực sự là người đồng tính hay không. Hai chàng trai đã hôn nhau nhưng không ai cảm thấy gì, đồng nghĩa với việc không ai là người đồng tính cả. Carl bảo với Danny rằng họ nên tiếp tục tựa game này, nhưng Danny lại không đồng ý và hai người đã đánh nhau dưới mưa, kết thúc bằng việc cả hai đều bị đưa vào đồn cảnh sát. Cuối cùng, Danny có vẻ như đã thú thật với vợ mình tất cả mọi chuyện và cả hai sẽ thống nhất với nhau về một vấn đề chung. Vào ngày 14 tháng 7 hàng năm, Danny sẽ được chơi tựa game Striking Vipers với Carl. Theo sẽ được phép tháo bỏ nhẫn cưới rồi đi đến quán bar để gặp mặt người lạ, chỉ vào ngày hôm đó thôi. Điều này khá giống với những gì mà chúng đã thấy Danny và Theo làm ở đầu phim khi họ đã giả làm người lạ, rồi sau đó đưa nhau về nhà và trải qua một đêm mặn nồng với nhau. Smithereens là tập phim tiếp theo trong mùa 5 của Gương Đen. Nhân vật chính trong tập phim này là Chris đã bắt cóc một chàng thực tập sinh tại công ty mạng xã hội Smithereens tên Jaden và yêu cầu phải được nói chuyện với Billy Bauer, CEO của công ty thì mới thả anh chàng kia ra. Bối cảnh của tập phim này diễn ra vào khoảng năm 2018. Chris Gilhaney là một lái xe công nghệ tại London. Có vẻ như Chris gặp một vấn đề nào đó về mặt tâm lý nên mỗi ngày anh đều nghe những bài thiền trên xe, đồng thời tham gia những buổi chia sẻ với người lạ. Một lần, anh đã gặp và có quan hệ với Hayley, một bà mẹ có người con gái đã tự vẫn. Hàng ngày, cô luôn thử đăng nhập vào tài khoản persona của con gái cô với hy vọng tìm được lý do đã khiến cho con mình quyết định từ bỏ cuộc đời này. Thậm chí, cô còn có cả một quyển sổ thử đủ loại mật khẩu. Thế nhưng mỗi ngày, cô chỉ nhập sai được đúng 3 lần thôi. Sau 3 lần đó, tài khoản sẽ bị khóa 24 tiếng và phải chờ đến ngày hôm sau thì mới tiếp tục được.
Như mọi ngày, Chris phải đứng chờ ở gần trụ sở của Smithereens, và lần này một thực tập sinh có tên Jayden đã book xe của anh. Chris sau đó đã đưa Jayden đến một con đường nơi anh giấu chiếc xe khác, đồng thời chùm đầu Jayden lại vào một cái túi rồi lên xe lái đi. Trên đường đi, hai cảnh sát đã tình cờ phát hiện thấy có một chàng trai đang bị chùm đầu ngồi ở ghế sau, nên đã lái xe đuổi theo, khiến cho xe của Chris suýt thì đâm phải hai người lái xe đạp và lao thẳng xuống ruộng, đồng thời cũng không thể khởi động được nữa. Hóa ra, việc Chris luôn hỏi khách của mình có phải nhân viên làm việc ở Smithereens không, vì anh muốn nói chuyện với Billy Bauer, là CEO của mạng xã hội này, vì một lý do nào đó. Anh đã gửi ảnh anh chĩa súng vào Jayden cho người quản lý, và bức ảnh này đã đến với Penelope Wu, COO của Smithereens ở Mỹ. Chris đã trò chuyện với Penelope, nhưng cô cho biết rằng Billy Bauer đang trải nghiệm một chuyến đi thanh tịnh kéo dài 10 ngày, một chuyến đi mà Billy sẽ không sử dụng bất cứ một thiết bị nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Lúc này, cảnh sát đã tập trung đầy xung quanh khu vực nơi xe của Chris đang đỗ, và một chuyên viên đàm phán đã được cử xuống để nói chuyện với anh. Nhưng Chris vẫn giữ nguyên lập trường của mình, kiên quyết không thả con tin của mình nếu như không được nói chuyện với người anh yêu cầu. Có hai người cảnh sát đã nhờ vào biển số xe và tìm được đến ngôi nhà của Chris. Và đến lúc này, câu chuyện của thằng tài xế này dần dần được hé lộ. Anh từng là một giáo viên đang ở trong nhà của một người mẹ đã mất, và người vợ sắp cưới của anh cũng đã rời anh đi vài năm về trước do gặp một tai nạn. Cảnh sát có tìm được bằng chứng về việc Chris đã lên kế hoạch cho một vụ bắt cóc từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, điều mà cảnh sát vẫn chưa rõ đó là tại sao Chris cứ khăng khăng đòi nói chuyện với CEO của mạng xã hội kia. Các quản lý tại Smithereens đã để cho Chris chờ trong lúc họ tìm cách liên lạc với Billy Bauer, đồng thời cứ nghe lén những gì Chris và Jayden nói chuyện thông qua điện thoại của anh. Khi cảnh sát nghe thấy Chris bảo với Jayden rằng khẩu súng của anh là giả, lập tức họ đã có động thái tiến gần tới vị trí cái ô tô. Và Chris đã phát hiện ra mình bị nghe lén khi thấy cảnh sát đi đến gần và check các bài đăng trên mạng xã hội. Ngay lập tức, anh đã bắn súng lên trời cho mọi người thấy rằng khẩu súng của mình là hàng thật, không phải là giả. Lúc này thì các nhân viên của Smithereens đã đến được vị trí của Billy Bauer, và Billy kiên quyết đòi nói chuyện với Chris mặc dù các người khác ra sức khuyên ngăn. Billy thậm chí còn dùng một đường dây riêng để nói chuyện, đồng nghĩa với việc không ai có thể nghe lén được. Và lúc này, khi đã được nói chuyện với người mình yêu cầu, Chris bắt đầu kể câu chuyện của anh ấy. Vài năm trước, trên đường trở về nhà của người vợ chưa cưới của mình, vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Chris đang lái xe và điện thoại của anh đã hiện một thông báo từ ứng dụng Smithereens nói rằng một người bạn đã thích một bình luận của anh. Gần như ngay lập tức, xe của Chris đã đâm vào một chiếc xe khác, khiến cho vợ sắp cưới của anh và người lái xe kia tử vong. Lúc đó, người lái xe kia đã được xác định là có trong người nồng độ cồn khá cao, và mọi người nghĩ rằng Chris quá đen đủi khi đã gặp chuyện như vậy. Hết người này đến người khác an ủi anh. Tuy nhiên, anh biết rằng mọi chuyện không chỉ như thế. Nếu như anh không cúi xuống dù chỉ một giây để xem cái thông báo vô nghĩa trên điện thoại của mình, thì vợ anh đã không chết và cuộc đời anh cũng không xuống dốc như ngày hôm nay. Chris nói rằng ứng dụng Smithereens đã làm cho mọi người trở nên nghiện, và Billy đồng ý với điều đó. Ban đầu, Billy tạo ra nền tảng này với mục đích chỉ để mọi người chia sẻ khoảnh khắc cũng như nói chuyện với nhau, chứ anh không hề nghĩ nền tảng này sẽ khiến cho một thế giới luôn cúi đầu cắm mình vào điện thoại như ngày hôm nay, và anh dự định sẽ không làm CEO của công ty nữa. Hóa ra, lý do mà Chris muốn nói chuyện trực tiếp với Billy Bauer chỉ là giống như một lời thú tội, và giờ anh đã nói ra mọi thứ giấu trong lòng bao lâu nay, Chris quyết định sẽ rời bỏ cuộc sống này. Billy lên tiếng can ngăn, nói rằng ít nhất anh có thể giúp một điều gì đó, bất cứ điều gì. Chris không đòi hỏi gì nhiều, mà đơn giản anh chỉ nhờ Billy tận dụng mối quan hệ của mình với chủ sở hữu của Persona và đưa cho Hayley, bà mẹ ở đầu phim, mật khẩu tài khoản mạng xã hội của con gái mình. Xong xuôi, Chris đã thả cho Jayden đi, nhưng Jayden đã cố gắng dần lấy khẩu súng để ngăn Chris tự vẫn. Thế nhưng ở bên ngoài, cảnh sát lại không nghĩ như vậy, và họ đã bắn vài viên đạn vào chiếc xe. Một lúc sau, nhiều người trên thế giới nhận được một tin thông báo không rõ là gì, nhưng dường như không có ai quá quan tâm đến nó. Họ chỉ lấy điện thoại ra khỏi túi, liếc một cái rồi lại tiếp tục cuộc sống của mỗi người. Tập phim này của Black Mirror không có công nghệ gì mới cả, chỉ là một ứng dụng mạng xã hội, thứ mà mỗi người chúng ta đều tiếp xúc hàng ngày. Điều mà Black Mirror muốn truyền tải đến khán giả có lẽ là chứng nghiện mạng xã hội đang xảy ra với nhiều người, và đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi đạo đức khác. Chris đổ lỗi cho chính mình vì đã gây ra tai nạn, nhưng nếu như Smithereens không xuất hiện thì liệu tai nạn đó có xảy ra không? Hay với người lái xe mà trong người có cồn thì liệu anh ấy sẽ đổ lỗi cho chính bản thân mình hay sẽ đổ lỗi cho công ty đã sản xuất ra rượu? Mùa năm kết thúc với tập phim cuối cùng mang tên Rachel, Jack and Ashley 2, với Miley Cyrus quen thuộc với chúng ta với hình ảnh Hannah Montana và vai nữ idol mang tên Ashley O. Rachel và Jack vừa mới chuyển đến một thành phố mới cùng với người bố của họ là Kevin. Cả hai vẫn chưa thể vượt qua được cái chết của người mẹ quá cố. Trong khi đó, Ashley O dù là một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhưng lại phải sống một cuộc sống bị giam cầm bởi Catherine, là người dì của cô, kiểm soát mọi mặt trong cuộc đời của cô ca sĩ này. Rachel Goggins và Jack, người chị gái của cô, sống với Kevin, một người cha luôn cắm mặt vào chế tạo những thiết bị diệt loài gặm nhấm. Rachel là một fan cứng của Ashley O. Hàng ngày cô luôn nghe nhạc của nữ ca sĩ này
cả ở trường lẫn ở nhà. Một buổi tối, Rachel đang ngồi xem một chương trình truyền hình phỏng vấn Ashley O, và ca sĩ này đã giới thiệu một sản phẩm mới nhất của mình. Một con robot với tên gọi Ashley 2, một trí tuệ nhân tạo được tạo ra từ chính não của Ashley O, một loại công nghệ mà chúng ta đã được thấy trong nhiều tập phim khác của Black Mirror. Trong lúc phỏng vấn, Catherine, người dì và cũng đồng thời là quản lý của Ashley luôn đứng ở bên cạnh để động viên cũng như mớm câu trả lời cho cô ca sĩ này. Tuy nhiên, dù rất nổi tiếng và tài năng, thế nhưng có vẻ như cuộc đời của Ashley lại không màu hồng như những gì chúng ta vẫn tưởng tượng với những ca sĩ. Vào ngày sinh nhật 15 tuổi của mình, Rachel đã nhận được món quà mơ ước là con búp bê Ashley 2. Phải nói rằng con búp bê này có rất nhiều công dụng. Nó có thể nhảy, có thể hát và thậm chí tâm sự với Rachel như một người bạn thực sự. Nó còn đưa ra lời khen Jack, chị gái của Rachel về việc cô gái chơi nhạc rock rất hay. Thậm chí, nó còn giúp Rachel tập nhảy, đồng thời khuyến khích cô bé tham gia một cuộc thi tài năng ở trường. Vào đêm diễn, Rachel đã trang điểm và ăn mặc giống như idol của mình với sự giúp đỡ của con búp bê. Tuy nhiên, đêm diễn của cô bé lại không thành công lắm, cho dù có màn khởi đầu rất tốt. Thế nhưng vì lỡ trượt chân mà công sức luyện tập bao ngày của cô đã đổ bể. Hôm sau ở nhà, Jack đã quyết định đem giấu con Ashley 2 lên gác mái vì cảm thấy rằng thứ đồ chơi này có ảnh hưởng tiêu cực lên em gái mình. Ashley cũng đang chuẩn bị cho buổi diễn của mình trước khoảng 20.000 khán giả. Thế nhưng có vẻ như tâm trạng của cô không được tốt lắm. Cô đang muốn thay đổi phong cách của mình, thử một kiểu make up khác, nhưng Catherine đã ngăn cản, đồng thời đưa cho cô hai viên thuốc để cô có tinh thần sảng khoái hơn. Thế nhưng Ashley đã không uống, đồng thời cất vào một cái hộp nơi có rất nhiều viên thuốc giống như thế, mà không hề biết rằng tất cả những điều đó đã được ghi lại nhờ vào một cái máy quay được đặt bí mật trong phòng chuẩn bị của Ashley. Ngày hôm sau, bác sĩ Monk, người mà kê thuốc kích thích cho Ashley, đã đưa đoạn băng đó cho Catherine, đồng thời đưa cả hộp thuốc và chiếc nhật ký của Ashley, nơi cô ca sĩ này viết ra những lời bài hát mà cô mơ thấy, đồng thời cũng là nơi mà cô trải lòng tất cả cảm xúc của mình. Qua nội dung của cuốn nhật ký, cho thấy Ashley đang có ý định tích trữ thuốc, rồi một lúc nào đó, cô sẽ uống tất cả để có thể rời xa cuộc đời này vì cảm thấy quá mệt mỏi. Vào ngày hôm sau, Ashley đã có bữa ăn với Catherine và hóa ra mụ quản lý này đã trộn số thuốc mà Ashley đã tích trữ bấy lâu nay vào đồ ăn của cô. Và nếu như uống quá liều, Ashley sẽ không chết mà chỉ rơi vào trạng thái hôn mê mà thôi. Buổi tối hôm đó, trong khi đang ngồi xem sản phẩm diệt chuột mới của bố mình, thì trên TV đã đưa tin Ashley O phải nhập viện vì dị ứng. Cô bị hôn mê sâu và không biết bao giờ thì mới tỉnh lại được. Jack đã quyết định trả con búp bê cho Rachel vì thấy cô bé quá buồn. Lúc này thì kế hoạch độc ác của bà dì Catherine mới thực sự được hé lộ. Sử dụng công nghệ quét não mà họ đã làm để tạo ra Ashley 2, họ đã copy cơ thể của Ashley, đồng thời đọc được sóng não và từ đó tìm ra được những bài hát ở trong giấc mơ của cô. Sau tháng trôi qua, Ashley vẫn đang trong trạng thái hôn mê và con búp bê thì vẫn được trưng trên kệ tủ của Rachel. Trong lúc Rachel đang đeo tai nghe và vẫn để mở TV, con búp bê đã nghe thấy câu kích hoạt của mình là Ashley wake up. Nó tỉnh dậy và nghe được hết những gì mà người phóng viên nói, sau đó bị lỗi và rơi xuống sàn nhà. Jack đã thử kết nối con búp bê với máy tính của bố mình và phát hiện ra có một thứ giống như một khối u trong não của nó. Chỉ bằng một thao tác đơn giản, Jack đã loại bỏ được khối u đó và con robot đã hoạt động bình thường trở lại. Thế nhưng ở lần này, nó không còn nói chuyện theo kiểu Ashley 2 nữa, mà nó nói chuyện giống y hệt với Ashley O. Hóa ra, lúc sản xuất ra con búp bê này, họ đã copy hoàn toàn bộ não của Ashley O, nhưng đã đặt giới hạn cho nó chỉ sử dụng tối đa khoảng 4% não. Với việc Jack đã xóa bỏ được giới hạn đó đi, và giờ đây, con búp bê đã trở lại được làm chính mình. Búp bê Ashley bắt đầu kể cho Rachel và Jack sự thật về bà dì Catherine độc ác của mình, mong hai chị em có thể giúp cô đến nhà để tải được bằng chứng kết tội. Họ đã đến nơi ở của Ashley, phi nhanh vào nhà trước khi cánh cổng đóng lại và giả làm nhân viên công ty gặm nhấm để thâm nhập vào căn nhà sau khi bà dì Catherine đi và quảng bá những sản phẩm và bài hát mới liên quan đến Ashley. Lúc đó trong nhà đã có Bear, một vệ sĩ to con cùng với bác sĩ Monk đang đi vệ sinh ở trên tầng. Trong khi Jack giả vờ đi quanh bếp để diệt chuột, Rachel cùng với búp bê Ashley đã đi lên trên tầng nơi Ashley người thật đang nằm hôn mê. Búp bê Ashley đã bảo Jack canh cầu thang, còn cô thì đi rút dây điện của máy thở vì cô muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này và không muốn Catherine có thể lợi dụng được bất cứ thứ gì thuộc về mình nữa. Tưởng rằng Ashley thật đã chết, thế nhưng hóa ra có vẻ cái máy kia không phải để giữ cho cô sống mà chỉ là để giữ cô trong trạng thái hôn mê. Cô hoảng loạn tỉnh dậy và trước khi bị bác sĩ tiêm thuốc mê vào người mình, hai chị em Rachel và Jack đã kịp ngăn cản, đồng thời cởi khóa cho Ashley, đưa cả hai phiên bản cô ca sĩ này lên xe đến sân vận động nơi Catherine chuẩn bị giới thiệu sản phẩm mới của mình. Sản phẩm mới có tên Ashley Eternal hay Ashley Vô Tận được tạo ra với mục đích thay thế cho Ashley O. Khác ở một chỗ, hình ảnh của Ashley O giờ đây sẽ xuất hiện dưới dạng hologram, đồng nghĩa với việc nó có thể thay đổi kích thước hay trình diễn ở nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới cùng một lúc. Thậm chí, nó sẽ không có bất cứ lỗi sai nào mà các nghệ sĩ thường gặp phải như hát sai nốt, mệt mỏi, vì đơn giản công nghệ này được điều khiển bằng máy tính. Đang thuyết trình hăng say thì một chiếc ô tô đầu chuột phi vào cùng với xe cảnh sát. Rachel và Jack từ từ bước ra khỏi xe. Sau đó là Ashley O bước ra trong sự bất ngờ của mọi người, cùng với một ngón tay thối chỉ thẳng vào mặt Catherine. Trong credit của tập phim, Ashley O
giờ đây là Ashley fucking O, đang trình diễn bài Head Like a Hole, với Jack cũng đang đứng trên sân khấu cùng cô. Rachel và búp bê Ashley thì đang ngồi ở dưới, cùng với Kevin, chắc là đang nói chuyện với bartender về vấn đề liên quan đến mấy con chuột. Có hai khán giả có vẻ như không thể thẩm được style mới này của Ashley, nhưng với cô thì cũng đâu có quan trọng, cô được làm chính mình mà. Và đối với Rachel hay Jack, đây cũng là một lần đua idol vô cùng thành công đấy nhỉ. Viên chính của bộ phim này là Miley Cyrus, chắc chắn nhiều người sẽ nhận ra cô nàng Hannah Montana của ngày nào, nhưng giờ đây đã thay đổi và trở nên mạnh mẽ, trái ngược hẳn với hình ảnh nhẹ nhàng nữ tính khi xưa. Trong một buổi phỏng vấn với MTV, Miley thừa nhận rằng tập phim này được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của cô. Khi cô 18 tuổi, cảm thấy rằng mình không thể gắn bó với hình tượng nữ tính, dịu dàng nữa, vì cô cảm thấy khá là lố bịch và chính điều đó nó tạo nên một Miley của ngày hôm nay. Qua tập phim này, có thể liên kết nó đến một sự kiện đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood đang bị rời lịch vô thời hạn do cuộc đình công của nhân viên và diễn viên, vì kinh đô điện ảnh này đang có những động thái muốn sử dụng AI để thay thế diễn viên đóng những bộ phim của mình. Điều này có thể có nhiều lợi ích như đảm bảo an toàn cho diễn viên khi thực hiện những cảnh nguy hiểm hoặc là đẩy nhanh tiến độ làm phim. Thế nhưng, thứ làm cho một bộ phim là một bộ phim chính là nhờ những khoảnh khắc ứng biến hoặc đôi khi là những sai lầm của diễn viên. Ví dụ như trong bộ phim huyền thoại Godfather, khoảnh khắc Vito Corleone vuốt ve con mèo hoàn toàn là do ông tự ứng biến, không hề có trong kịch bản khi một con mèo hoang đã nhảy lên đùi. Và khoảnh khắc đó đã tô điểm thêm sự lạnh lùng của nhân vật. Nhưng khoảnh khắc đó thì trí tuệ nhân tạo hay máy tính không bao giờ có thể làm được, vì chắc chắn chúng sẽ không bao giờ có cảm xúc và suy nghĩ như loài người. Rachel, Jack and Ashley 2 là tập phim kết thúc mùa 5 và với độ dài chỉ 3 tập thay vì 6 tập như các mùa trước. Ở mùa này, theo đánh giá của cá nhân mình thì cảm giác nó không còn giữ được sự căng thẳng như các mùa trước, khi mà có khá nhiều những miếng hài được lồng ghép vào từng tập phim. Tuy nhiên mình nghĩ rằng đây vẫn là một series đáng xem, và trong thời gian tới, chúng mình sẽ có một video tóm tắt mùa 6 nhé. Và mới đây, trên kênh chính thức của chúng mình đã có một video giải mã các chi tiết thú vị trong trailer Loki mùa 2 rồi đó. Các bạn hãy xem thử và đừng quên dành cho chúng mình một like cũng như một subscribe nhé. Way to Weird out.